Hôm nay em là người sâu cuối cùng của room 2 số bên 88. Đây là theo như mọi người nói thì em sẽ mặc cái váy ở cái sâu cuối cùng này cho là tử tế một tí. Mưa bay buồn lắm, anh có biết không? Mà đầu tóc có hơi rối tí tại vì em vừa cạo xong rồi quá. Mưa ngày một lần trên radio. Váy đấy. Váy hơi bị dài. Váy đấy. Váy này chưa được mặc ra ngoài luôn. Mua nhưng mà chưa được mặc. Đây là lần đầu tiên mặc ấy. Cơn bão ngoài kia có cuốn anh đi. Chào anh Thức, chào Jim nha. Chào Cường, chào anh Tôn Tiền Lệ. Chào Vin. Thế là mọi người nhá, ai mà đang on thì chat nốt đi, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một tiếng nữa thôi. Chào anh Lùn, chào Nhí, chào anh Hoàng Mạnh Tùng. Đấy, hôm nay bật bài ngày đẹp nhất để biến mất luôn. Là bất cố gắng trong cách nào đó để mất cảm giác đớn đau được không ơi? Thứ sáu lang thang một mình trên phố. Cái gì nó bị rơi vào mắt nhỉ? Đồ ấy rồi, toàn bị đau mắt. Từ sáng sau là em sang bên 360 sâu. Sợ lắm, sợ lắm. Anh có biết không? Như quay như con gái á. Phố vắng mưa bay, cuối tuần lạnh quá. Nhưng mà tóc của nó bị tới lây. Bao đêm nhớ anh. À, mọi người theo dõi em qua ID. Chẳng dám ngủ say, chẳng dám thức dậy. Thế là hết tuần, em khóc một chút thôi. Đấy, thế thì là hết tuần em khóc một chút thôi mà. Anh chẳng chỉ là nhẹ quên thôi. Chọn một ngày đẹp nhất để biến mất. Một ngày hôm nay không mưa nhỉ, vậy là mưa là đúng bài luôn đấy. Chào Milo, nóng quá, mặc phải nóng quá. Làm anh cố gắng cho cách nào đó để em bớt cảm giác đớn đau được không anh? Hãy nói với em tất cả chỉ là một cơn mơ phải không? À để em gửi cho Duy này, Duy thử vào nhá, xem được không? Chẳng ở đâu anh, và anh cũng không quay trở về.
chọn một ngày đẹp nhất để biến mất, một ngày đẹp nhất để bỏ rơi em. Làm ơn đừng nói chia tay vào ngày mưa lớn thế này. Một ngày đẹp nhất để đánh mất em. Một người thương yêu duy cho nhìn bao vì gì? Làm ơn cố gắng chẳng cách nào đó để em mất cảm giác đó. Rồi Duy đang on nick của Nhu. Đúng rồi, anh sang nick kia tặng nốt đi, mai không tặng đâu. Ai còn xu thì bắn nốt đi. Rất tiếc là không được chuyển sang bên 360, xu của mọi người không được chuyển qua bên đấy. Động quá, đau vào mắt rồi. Tự nhiên em thấy thật cô đơn, tự nhiên em muốn được gần bên anh. Một người duy nhất, một người luôn khiến em tươi cười lúc em thấy cô đơn. Tự nhiên em khóc rồi em cảm ơn Hương này. Tự nhiên em thấy đấy, đúng Duy thì còn gì nữa, đúng Duy thì cần. Để sâu cuối cùng để cho cái nick này thật đẹp. Hương này là ai đấy, ú uầy gì đấy. Nếu phải xa nhau á, để em chốt nhá. Ngay sâu của chúng mình nói chuyện đi. Nay không còn hát gì đâu, đợi qua mới ra hát. Rồi em vừa hỏi không? Em vừa hỏi cái nick đấy xong ấy. MT không biết, chỉ biết KD thôi, MT không hỏi được, không quen. Chào anh Ba, vô làm gì anh Ba? Cảm ơn Hương này nhá. Hôm nay mặt em vẫn thế, để em mặc cái bộ váy nhìn nó hơi công chúa tí thôi. Hương này là ai đấy? Chọn tên là Hương Nà Ní. Mình đọc nhờ mấy Hương này mà không biết Hương này là ai. Mày ăn bữa chưa đây Duy á? Ơi, váy này dài lắm mọi người ạ. Váy này em chuẩn bị phải đi cắt bớt đi. Nếu mà không cắt đi thì không được mà đi ăn cưới đâu, vì nó kiểu giống váy cô dâu loại ngắn đấy. Không, đây là váy đi dự tiệc thôi. Mình xa nhau rồi, phải không? Dù cho tim anh nên là không được mặc mặc bộ này thì hơi thối thật. Biết bao kỷ niệm với bao vui buồn. Chào anh Tùng. Theo tháng ngày cùng bao ước mơ ngày mai. Chào Lợi ơn. Còn đâu nữa khi đấy, hôm nay có phải là sáng nay em đi chụp ảnh cô dâu cùng anh chị em sắp cưới ấy. Biết thế sáng nay em mượn cái vương miện tới về đội rồi ấy. Thật ra hôm nay em không nghĩ là ngày cuối em sẽ mặc váy, nhưng mà mọi người chê chê với em mới mặc đấy chứ. Giờ đây chia xa là con tim nát tan. Sẽ yêu ai yêu mãi khi chúng ta bên nhau. Dù ta xa nhau, lòng ta vẫn có nhau. Thời gian sao trôi mau để ta luôn nhớ. Đây là bài một người yêu nơi xa, lòng chưa dâng nỗi. Nếu phải xa nhau. Di treo Di bảo là như mặc váy đi. Mình chia tay nhau rồi, phải không em? Tự nhiên là
như nào nhở? Dù trong tim anh hôm nay không có Tuấn, Tuấn bảo là Tuấn đang ở quê không xem được. Kiểu lúc mà mình còn được sâu ấy thì mình thấy nó bình thường á, nhưng đến lúc Tèo không có máy tính, nhưng đang cầm hai cái máy rồi nên Tèo không có máy tính. Lúc còn được sâu thì nó bình thường á, nhưng mà lúc mà thì nhiên là cảm giác là có nốt hôm nay thôi là từ mai mình không được sâu cái này nữa ấy. Cảm giác là buồn mà nó cứ bị sao ấy, thật cảm giác nó kiểu gì ấy. Ngồi như này thì người nó còn to này, ngồi như này đầu nó sẽ to. Sẽ nhau mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca. Hòa trong con tim ta, nhịp yêu thương thấm đậm. Giờ đây chia xa, làm con tim nát tan. Sẽ nhau mãi khi chúng ta bên nhau. Sẽ mua mặn thì kinh, điêu. Sao chơi mau để ta luôn nhớ về một người yêu nơi xa, lòng chợt dâng nỗi thương nhớ năm nào. Kiểu câu con mình xem ai ấy là người kiểu con mình quế á. Cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca. Để ra mình vẫn nên hát một bài trước khi mà không được sâu trên cái kiểu như cái giao diện này nữa. Hát gì bây giờ? Hát bài đi em rất nhiều nhá. Tại mình đang thích bài đấy, hát bài đấy là bài cuối cùng em hát ở trên này. Điên à, lát bật khi phải quên đi là hát cơ mà ai mới hát bài đấy. Ơ, bây giờ em mới làm thấy đọc thấy Jolie mà, em mới đọc thấy Jolie là cửa hài. Vì nỗi nhớ anh vu vơ bâng thơ, cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim. Là thứ bấy lâu nay em đã kiếm tìm, nhưng câu chuyện thật dài mỗi tối, những phút giây ngập ngừng bơi xô khói. Tiếng anh cười và lời anh nói khiến em giờ đã như quên mất lỗi. Nhưng khi chạm nhìn vào đôi mắt, em chỉ muốn ôm anh thân chặt để em nói anh nhẹ. Nói anh nghe lòng em, người ơi anh có biết em đã yêu anh rất nhiều. Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm nhưng em thật sự nhớ anh. Muốn nước chờ che cho anh những về, em muốn nói yêu anh rất nhiều. Tèo không vào được, Tèo thì có máy.
nói ai muốn nghe bài gì sau bài này thì mọi người yêu cầu em nhá. Hết bài yêu cầu em không, em không nhớ đâu, em hay quên lắm. Hôm nay chia tay thôi, tiện thể là tháng sau hẹn mọi người bên 360 nhá. Nhưng khi chẳng nhìn vào đôi mắt, em chỉ mong gần anh mãi thôi. Để em hôn nhẹ lên, hôn nhẹ lên bờ môi. Người ơi anh có biết em đã yêu anh rất nhiều, chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Lặng như không quan tâm nhưng em thật sự nhớ anh. Muốn nước chờ che trôi những đêm lạnh về, em muốn nói yêu anh rất nhiều. Và em muốn hát cho anh bài hát trong tâm hồn em. Thật mạnh mẽ như sao nhiều lúc cô đơn mong manh. Trong tình yêu chẳng thể nói trước điều gì, nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi. Người mẹ anh chỉ có nên sai vì chúng may mắn. Người ơi anh có biết em đã yêu anh rất nhiều, chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình. Làm như không quan tâm nhưng em thật sự nhớ anh. Muốn nước chờ che cho anh những đêm lạnh về, em muốn nói yêu anh rất nhiều. Muốn nước chờ che cho anh những đêm lạnh về. Mấy ông ấy nói chuyện gì đấy? Nói như kiểu ấy. Đáng sợ. Muốn nước chờ che chờ Zozo khi phải quên đi á. Ừ, ok. Cái mái nó dài, cắt đi bớt một tí thôi đấy. Mà nó vẫn chọc vào mắt, ngứa mắt quá. Từ nay em không còn khóc, không có nước mắt mỗi khi. Hôm nay đúng hẹn quá à. Em gọi gì chưa? Thôi khỏi anh ơi. Anh em có chuyện muốn nói. Ừ, sao thế em? Có lẽ là hơi bất ngờ nhưng mà mình chia tay được không anh? Là sao? Em bắt đầu nhận thấy chúng ta không hợp nhau nữa. Chia tay kiểu này đau nhờ. Thời gian đi anh à. Mà ít ra thì còn dũng cảm để mà đứng trước mặt nhau nói lời chia tay thôi, bật cái bài hát thôi. Bật bài lâu quá, video với lại vi dùng mệt thế. Không biết Tèo đổi part chưa? Vào nốt nick kia. Nick kia là cái gì nhỉ? Quên rồi. Vì khi yêu thương phôi phai, anh biết làm gì, gì? Chuyện đêm xa đêm chẳng như ta vẫn nghĩ. Người kết thúc vội, những phút giây anh ngủ mê. Xem lại như này. Đau buồn chẳng phải chỉ người quên tên em. Thời gian qua nhanh mang theo ký ức ngàn năm. Cuộc sống tiếp diễn đưa em đến người khác, rồi chẳng mấy khi nhớ lại người đã đi qua.
Tèo đổi mật khẩu rồi. Nhưng anh đau khi em dưới cánh tay, rồi quay lưng đi khi anh có đi. Tìm hình dáng ấy trong đêm mù tối, tìm tiếng nói ấy sau những màn mưa. Ai xua tan đi giây phút có em quá rồi. Bị nện gì đâu, đang mình phải vui chứ. Dù cuộc chia tay nào mình cũng phải vui chứ. Ngước nhìn lên trời cao rồi hỏi chẳng sao, tình yêu nơi nào cũng mang những tiếng thở dài. Có sang kia tầm khoảng 2 tuần sau đấu tiếp, để cho bên đấy mọi người ổn định mem mới mem cũ như nào đã, rồi tất cả mọi người sẽ đấu tiếp. Chờ ngày dừng pha à gì nhỉ, anh Boom đúng không? Đúng anh Boom không nhỉ? Như tên này đúng anh Boom hay sao ấy? Làm sao anh quên đi năm tháng ấy? Từng hoài niệm đó anh ghi vào tim, từng ấm áp ấy anh giữ lại mãi cho vơi chua cay khi anh có đau. Quên thì kia ở đâu rồi mọi người ạ? Ơ tìm hình dáng ấy trong đêm mù tối, tìm tiếng nói ấy sau những màn mưa. Ai xua tan đi giây phút có em quá rồi. Nhưng anh đau khi anh đánh mất em. Đó con gái không? Sao anh quên đi năm tháng ấy? Với chua cay khi anh cô đơn. Khép bây giờ anh Babylon mình mới nói chuyện. Lạnh lùng quá. Rồi quay lưng đi khi anh có đi. Tìm hình dáng ấy trong đêm mù tối, tìm kiếm. Vẫn là giữa iPhone 8 trên top mới kinh nhất. Làm gì có tiền mà mua điện thoại. Anh cứ nói chuyện bình thường, tất cả là mọi người ở đây đều không quen nhau mà. Xong rồi nói chuyện với nhau mới quen nhau á. Nói kiểu như một thế giới thu nhỏ, đầu tiên là gì có ai quen nhau đâu. Bài vừa rồi là bài gì nhỉ? Khi phải quên đi. Sau tất cả, mình vẫn muốn gửi đến Thóc lời cảm ơn rất là nhiều. Tại vì... không biết nói gì nữa, đưa cảm ơn Thóc rất là nhiều. Say quá, Vì... nhất là nói về công việc ý. Thì trong thời gian qua, Thóc ở công việc khá là tốt đối với em, nó giúp em khá là nhiều. Hai là vì các anh chị quản lý thì anh chị rất là nhiệt tình. Đặc biệt ở công ty thì trong các anh chị quản lý công ty thì em duy nhất là anh Khang. Nhưng mà điều anh thích bây giờ á lại là được ai hôn. Anh hay gọi đây là lần, đây là sâu cuối cùng thì em sẽ ngồi em trải lòng ở đây. Em quý anh Khang ấy, vì anh ý hay kiểu hai anh em hay chiêu nhau ấy, kiểu cứ có sâu là anh ấy gọi nhu anh sâu không hay gọi em thế sâu.
chuyện. Không on nhưng mà người ta kể. Em bảo là em quý tất cả các anh chị, nhưng mà có nghĩa là chẳng ai gọi là yêu. Quý nhất là anh Khang ở trong quản lý công ty. Nụ cười em đánh rơi, anh vội vàng. Không có ở đây thì nói là có ở đây, em không nói đâu. Không phải người ta có ở đây mình mới định đâu, mà mình đã bảo là trải lòng tất cả những gì mình muốn nói hôm nay ấy. Thứ hai là về quản lý bên quản lý ban số, thì đầu tiên là em sẽ cảm ơn anh Phúc vì anh Phúc là người quản lý em đầu tiên. Em bao giờ mới tắt trong lòng anh đây, em dựng lên những khoảng cách. Nói chung là để cho em làm quen công việc này, anh Phúc là người mà tuyển em vào đây. Thứ hai là cảm ơn anh Tòng. Anh Tòng thì như nào nhở? Em không biết là đối với mọi người như thế nào, nhưng mà đối với em ý, anh Tòng là một người thương idol. Em cảm giác là thương anh khó ở nhưng mà thương idol. Thật sự là cái gì nó có hai mặt, thì anh cũng hơi khó tính, hơi hơi gọi là khuôn phép một tí. Đúng rồi, hơi khuôn phép một tí, nhưng mà anh ấy rất tốt, rất thương idol, lúc nào cũng mong muốn mang lại lợi ích tốt nhất cho idol. Và như thế thì chung là mới có thể phát triển được. Hai là tiếp tục một người nữa là em thì không nói chuyện với người này, nhưng mà em cảm thấy anh ấy là một người mà gọi là cũng là kiểu người tốt ấy, giúp đỡ nhiệt tình mọi người, là anh thụ ấy. Nói thật là lúc em sang ấy thì em không biết gì cả. Em mới sang bên ban số thì em nhìn cách làm việc của anh ấy, không, đây là em kể thôi, không cần ai vào hết, không cần ai nghe, không cần định ai hết. Đây là em đang kể những gì em cảm nhận một trong thời gian đến hôm nay là cuối cùng em có thể sâu cuối cùng trên talk ấy. Thì anh Tụ anh làm việc rất là rõ ràng. Từ lúc em sang thì bắt đầu em thấy anh từ cái phân bảng bùng các kiểu lương ấy của mọi người ấy, anh làm cực kỳ rõ ràng. Mình cảm thấy là nếu mà mình làm việc với những người như thế thì em không bao giờ phải ghi lại số tim luôn. Ví dụ như các lần khác là em sẽ ghi lại số tim là cuối tháng này ở đâu, để cuối tháng sau là bao nhiêu, để chẳng may có nhầm lẫn ấy. Và từ lúc sang đấy em lần đầu tiên nhìn thấy cái bảng tính của anh ấy, từ đó em đã không ghi số tim của em nữa. Kiểu mình hoàn toàn tin tưởng người đấy luôn ấy. Tiếp theo là những người bạn, những người anh chị đã. Em muốn đi đến đâu thì để anh cầm mắt, nếu như có đứa nào muốn bắt nạt em thì ra trên thoát có rất là nhiều những em, những người tốt, nhưng mà có thể là em chưa có may, chưa có may mắn và chưa có cơ duyên để có thể nói chuyện và tìm hiểu người đó. Không phố thì có những chuyện thì ai cũng biết, hoặc là có những chuyện tốt hay xấu thì không liên quan đến bọn mình, thì mình không nên bàn nhiều gì. Chúng ta chỉ nói chuyện mà liên quan đến chúng ta bây giờ thôi. Thế chị nhở, em qua đây thì em quen được anh Duy. Anh Duy là một người giúp đỡ em khá là nhiều. Anh Duy là chồng của Như Nhi. Như Nhi với em với Mel thì đang là ba người chơi khá thân với nhau. Anh gần đây không rảnh. Mel thì em, Mel không phải là người mà em quen đầu tiên khi em làm top. Nhưng mà em quên Mel qua một cái lần lên special show trên công ty. Nhưng mà em không hiểu tại sao mà hôm đấy mà lúc em về, hôm đấy là em về Ngọc Linh này. Em Ngọc Linh một đội, Mel cả chị Phương Trang một đội. Và lúc về thì bọn em, lúc mà thi xong ấy, thì bọn em có rủ nhau đi ăn ốc ăn các thứ ấy. Chị em nói chuyện với Mel vài câu thôi. Nhưng mà cảm giác là tự nhiên sắp cái con mụ ấy nó hợp tính mình thế. Chị em quý
quý kinh khủng luôn. Em từ đấy rất là thân với Mèo. Thì em quý Mèo lắm mà. Kiểu Nhi là một kiểu chị theo kiểu chị, quý theo kiểu chị, còn Mèo quý theo kiểu mà cực kỳ hợp tính mình ấy. Thế đấy là lo nhiều lắm chứ. Nhưng mà đặt niềm tin vào anh thì một lần người bạn em không thử. Muốn gửi lời cảm ơn tất cả những người mà từ những ngày đầu tiên ý, em thì có em thì ít quà lắm, ngày đầu tiên ít quà lắm, kể đến bây giờ thì có thể là nhiều hơn một chút thôi, nhưng mà ít hay nhiều thì cũng là người ta tặng cho mình. Cảm ơn rất là mọi người có thể để em có thể mà trụ lại đến bây giờ trên top, không bị ao đấy. Đấy là cảm ơn rất mọi người đấy đấy. Và nổi bật hơn nữa ở đấy là từ đó thì bọn em có chơi được một nhóm thân với nhau. Bây giờ thì không đi được nhiều nữa, bởi vì bây giờ người có người yêu, người lo công việc, bởi vì toàn những người mà đến tầm tuổi chuẩn bị lập gia đình rồi. Thế là mọi người phải tập trung vào công việc nhiều hơn. Ngày trước em sâu đêm rất kể đến đất, vừa rồi vẫn sâu đêm, mà đợt vừa rồi em lại ốm quá. Trước em nghỉ sâu đêm trước khi thông chuyển sang 360 một tháng rồi mà. Nổi bật trên những bạn bè đó là em quen được mấy người anh á, anh Huy này, anh Kiên này, anh Mạnh này. À đấy là kể anh Mạnh. Anh Mạnh chính là người mà đưa em vào top, mọi người biết tại sao không? Ngày trước ấy là em, anh Mạnh là ở cách nhà em mấy cây. Thì đợt đấy anh Mạnh chia tay với người yêu, anh rất là buồn. Thế là em cả đứa bạn thân em đang ngồi bán ngô nướng ở gần nhà em, kiểu đợt đấy học đèn, học đại học ấy. Thế là về giúp mẹ bán hàng buổi tối. Thế là hai đứa ngồi hôm nay lúc phải tầm 10 giờ muộn, 9 rưỡi 10 giờ rồi. Hai đứa ngồi bán. Thế ông đấy, ông ấy vào, ông ăn xong rồi hai mấy anh em nói chuyện nhau thôi. Xong thì ông bảo là hai em có làm này không? Ở đây em có làm thêm cái khác rồi, nhưng mà em đi bán hàng nữa. Và em ở thì lúc đi cắt là thóp này này, thì lúc em không có ý định đi cắt, bởi vì lúc ấy thóp yêu cầu là theo dõi trên 1,000 người. Thì em đi chơi với bạn em thôi, bạn em là Oanh. Thì cắt ấy thì lúc đấy anh Phúc lại bảo, em bảo thôi em không cắt đâu, bạn em cắt thôi, em ấy không đủ điều kiện em không cắt đâu. Anh Phúc bảo là em cứ thử đi xem có đỗ không. Thì là tự nhiên thử hai đứa cùng chúng. Cuối cùng là nó làm được 4 tháng nó nghỉ sao ấy. Còn em thì làm đến bây giờ. Vậy là câu chuyện để mà đưa Nhu từ bây giờ. Đấy là có thể với anh Mạnh nhá. Một vài người bạn nữ này. Tiếp tục đó là một những người bạn nữa là Cường này. Cường thì quen sau, quen không phải từ lúc đầu mà quen gần đấy thôi, mấy tháng nay thôi. Nhưng mà nói chuyện thì ok, chơi với nhau được, hợp tính. Hơi bựa tí nhưng mà không sao, ổn. Thế là đến Tèo. Tèo nói thật là ngày trước ấy, từ lúc bắt đầu xem em, Tèo chính là người đầu tiên xem những show đầu tiên của em. Em và Tèo ngày trước không quen nhau, xong rồi kết bạn qua Facebook ấy. Thế tự nhiên Tèo thấy em đăng lịch show, thì Tèo xem em từ show đầu tiên. Hồi đấy Tèo cũng gọi là có tình cảm với Nhu một tí, hay là kiểu quý Nhu một tí, nên là cũng theo Nhu từ show đầu tiên cho đến tận những show sau cùng đó. Và bây giờ Tèo và Nhu là trở thành bạn thân và tốt, mới gọi nói chuyện với nhau hơi bựa thôi, cũng gọi là quý em ơi, một tí thôi. Bây giờ Nhu và Tèo thấy thân với nhau mà. Tiếp tục đến là anh Tuấn. Anh Tuấn thì thật sự là anh ấy, anh Tuấn là quen, nếu mà để quen thì anh ấy biết Nhu thì cũng từ đợt Tết ấy. Nhưng mà anh ấy bắt đầu xem Nhu nhiều từ đợt tháng 4 đổ đi. Từ đợt đúng chuẩn nhất là cái hôm mà Nhu kỷ niệm 1 năm ấy, 29 tháng 4.
Đó là lúc đấy thì anh ông ấy đang nhậu, ông ấy thấy mình đang lịch sự, ông ấy bảo để ông tặng quà cho mình. Tặng quà chúc mừng kỷ niệm 100 show của mình. Xong từ đấy mới bắt đầu xem nhiều, rồi nói chuyện nhau nhiều ấy. Thật ra là hay chửi nhau với anh Tuấn thôi, nhưng mà mọi người nhìn thì tưởng là kiểu mình đánh đà lắm, nhưng thật ra mình quý ông ấy vì ông ấy thật sự tốt mình. Gọi là thiếu KPI hay gì đó thì mình, nhưng không bao giờ nhắn tin thoại và tặng quà gì cả. Nhưng mà kiểu việc nói chuyện nhau này, hoặc là mình đăng lên Facebook ấy, kiểu luôn luôn muốn giúp mình tự đi vào tặng cho mình. Nhớ cách đây là cách đây 1-2 tháng ấy, hỏi là thế hôm đấy là định như anh ấy định tặng cho Nhu bên 3 số, nhưng mà xong lại quay sang bên này vì Nhu bảo đang thiếu KPI, là quay bên này tặng cho Nhu luôn. Chứ là hơi vừa vừa với nhau thôi, nhưng mà ông ấy thật sự tốt với mình. Tiếp tục là đến những người nổi bật đã, còn những người khác là Nhu đều cảm ơn mà. Tiếp tục là đến là Di, Quy Ngọc Di. Quy Ngọc Di thì ngày trước Di bảo là ngày trước là có sức khỏe nên hai buổi đêm hay xem Nhu. Thôi về sau rồi ít xem đêm hơn, được chưa, thì thấy như đêm nào cũng xem hay sao ấy. Mà ngày trước mình show toàn những cái giờ ngoài ăn thôi, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, lung tung chứ không như cái đợt vừa rồi hay show 5-6 giờ. Ừ, Di bảo bây giờ Di yếu ít nhiều rồi. Rồi nói chung là đầu tiên thì em và Di bình thường thôi. Xong rồi dạo gần đây kiểu mấy đứa một nhóm chơi game với nhau mới vui vui. Cũng nói chuyện hợp tính, chung cũng hay chơi chơi nhau thôi. Duy thì Duy sắp lấy vợ rồi nên là chỉ mình chuyện vui vui thôi, sợ vợ Duy ghen đi nhở. À đấy, còn ông sói kia nữa. Nhiều tiếng ông ấy comment rồi mình nhớ. Ông sói thì bảo là quay lại anh xem Nhu kìa. Thôi đừng, 1 tháng mất hút luôn. Và anh nghỉ thóc anh không xem nữa. Để tụi đến Jolly nhỉ. Jolly còn ở đây không? Biết Jolly còn trong này không? Để nói cho Jolly nghe này. Chưa là có hay không kệ nhá, rồi mình đang chia sẻ mình cứ còn 20 phút nữa rồi mà. Jolly thì Nhu đầu tiên, Nhu không biết Jolly đâu. Nghĩ là Jolly quen Nhu qua special hay sao ấy. Rồi Jolly tự nhiên từ hôm sau thì em thấy vào cứ chêu chêu mình, kiểu chêu chêu Nhu xinh quá các kiểu. Cứ chêu ngồi chêu Nhu ấy, Nhu cũng buồn cười. Thôi tự nhiên thấy ông ấy đổi tên này Nhu Nhu của anh. Thôi đỡ. Thế mình nghĩ là ông ấy chêu hôm đấy rồi, mà không nghĩ là để tên đến tận bây giờ đâu. Đúng rồi, nốt sâu của em là Thóc đóng cửa rồi. Không phải đóng cửa mà Thóc sẽ đồng bộ qua 360 idol sang bên đấy sâu tiếp. Rồi tặng mình 99 trái tim à. Sao rồi hôm sau lại tặng 99 nhẫn. Đấy, kỷ niệm về Jolly. Nhưng mà cuối cùng chốt lại là Jolly vẫn là kẻ phản bội. Jolly bây giờ tham gia team tệ bạc. Jolly tệ bạc với Nhu rồi, suốt ngày chửi Nhu, chê Nhu rồi. Đây ông Milo thì chú bảo ông thì còn xem Nhu mấy đâu. Toàn bảo cái gì nhỉ? Bảo gì quên rồi. Kiểu chơi chơi Nhu hay kiểu lúc ấy chơi Nhu toàn quên thôi. Chứ Milo hay xem Nhu. Mặc dù Milo không phải là fan Nhu, kiểu không phải là mẹ của Nhu, nhưng mà Milo hay xem Nhu chơi chơi. Nói chung là nhiều lúc cũng nói chuyện cũng vui. Đúng rồi, Milo đi dạo thôi. Chào anh Châu. Còn khá nhiều người khác nữa. Rất là nhiều người có một chút kỷ niệm các thứ thì mình đều rất là quý và cảm ơn mọi người. Một người nữa, xin lỗi quên ấy. Một người mà khiến Nhu
khiến Nhu rơi nước mắt. Và chính là một người khiến Nhu đăng riêng về tốt. Em lại nói anh rất giỏi ạ. Không nhiều kỷ niệm em nói một ít về anh ơi. Mọi người đoán là ai? Mọi người đoán là ai? Không, Mèo là chị em tốt với em nói từ đầu rồi. Không, người mà khiến em đăng riêng cái tút rất là dài, một người khiến em rơi nước mắt đó chính là một nhân vật tên là Tranh. Em chưa bao giờ nói chuyện với Tranh ở trên Facebook, chưa bao giờ luôn. Romy Tranh. Nhưng biết tại sao em lại có ấn tượng với Tranh không? Bởi vì cái lúc mà em buồn nhất ấy, cái lúc mà em tự nhiên cảm thấy buồn mà hụt hẫng ấy, thì anh Tranh ấy chính là người mà không quen nhau đâu, nhưng mà em cảm nhận được là luôn muốn làm mình vui. Em thì chưa lời nói. Em thì chưa nói chuyện với Tranh đâu, nhưng mà nói chung là Tranh cũng là người cực kỳ ít nói luôn. Chỉ xem talk của em chỉ nói chuyện có vài câu ấy. Cái lúc em thì em rất buồn. Tự nhiên chính hôm đấy Tranh là người xong từ cái hôm đầu tiên Tranh xem em ý, xong từ đấy Tranh toàn xem em sau nào cũng không bỏ. Xong cuối cùng Tranh xem em là hôm mùng 1 tháng 4. Hôm mùng 1 tháng 4 kiểu chơi cho em thôi, bảo là kiểu từ bây giờ tự lo cho mình nhé, các thứ kiểu sống tốt các kiểu. Mình nghĩ là đùa thôi, đúng không? Em 1 tháng 4 mà không ngờ nói thật. Thì em được biết qua bạn của Tranh đó là Tranh gặp một chút trục trặc về chuyện cá nhân. Chung là chuyện này thì không chỉ biết là một trục trặc cá nhân thôi, còn biết sự thật thì em hơi buồn. Bởi vì cái lúc mà cái lúc mà mình bị buồn ấy thì có một người đã từng nói với mình một câu là câu là dù có chuyện gì xảy ra thì đừng buồn, bởi vì có anh luôn đằng sau lưng. Thật ra cái câu đấy nếu mà em nghe bình thường ấy thì em thấy nó xạo sàn xí xạo ke á, em không hiểu ấy nhở. Không hiểu tại sao ở trong hoàn cảnh đấy tiện nghe từ một người xa lạ rồi thấy tất cả những gì người ta làm, người ta không nói nhiều, cũng không hiểu nói chuyện với em, nhưng mà em cảm nhận được là một cái gì đó gọi là lòng ấy. Thế là đấy là một người bạn thôi, nhưng mà mình cảm giác là tự nhiên cái lúc mà mình chơi vơi mà mình buồn ấy. Em ơi em ăn gì anh mời, bầu trời trong không phải đâu, không phải là yêu đương hay gì đâu, mà mình thật sự là có một kỷ niệm với người bạn đấy. Bởi vì khi biết được cái câu chuyện của người bạn đấy, mình thật sự rơi nước mắt. Bởi vì chúng ta luôn đi, gọi là luôn có thể an ủi người khác, nhưng mà lại không thể giải quyết trong câu chuyện của chính mình, không thể tự an ủi bản thân mình.
đó chính chắc anh cũng gặp một trường hợp như thế. Thế là em mới cảm thấy buồn mà khá là ấn tượng với người đấy, mặc dù không biết Facebook nhau là gì luôn. À không, anh thì biết Facebook của em thì và theo dõi thì sâu, còn em thì không biết anh là ai cả. Vì kiểu em thì thường sống theo cảm xúc, cho nên là em thật là em chẳng cần biết người ta là ai cả, chỉ cần người ta mình cảm nhận được cái sự chân thành của người ta thôi. Còn ai nữa nhỉ? Không thì nào mà em cảm ơn, nhưng mà không, em đang kể về gọi là một kỷ niệm kiếm thóc của em thôi. Người đấy chưa làm cái gì không phải với em cả mà. Nhà là nó như là để mọi người hiểu nhỉ, mà tự nhiên em rơi nước mắt nhỉ. Tại vì lúc mà em nhớ là cái lúc Ben xuống sâu ấy, lúc đấy em không còn biết nữa. Sau cái hôm 1/4 đấy Tranh không xem sâu em nữa, vì Tranh gặp trục trặc cá nhân. Cũng chắc là từ đấy em có từ Ben xuống đến công ty lần cuối 1/4 hay sao ấy. Em không biết là bạn Tranh nói hay là ai nói. Ừ đúng rồi, bạn Tranh nói là Tranh đưa điện thoại cho Tranh dùng. Bởi vì nghe như nói là gia đình không có dùng điện thoại cách ly với gọi là sóng điện tử hay gì đó, vì nó ảnh hưởng đến bệnh ấy. Đấy, nói chung là như thế. Nói chung là đấy kiểu đấy. Hôm đấy Tranh có vào. Hôm đấy quà em là gì em quên rồi. Em quên mất quà em là gì rồi. Tranh mà tặng em 2 lần chính chín cái quà này đấy. Nó Tranh nói câu gì đấy, Tranh trêu ấy. Xong rồi ao ra. Xong đấy tự nhiên em đang sâu, em đang ngồi thì em thấy Remy Tranh tặng cho Nhu ấy một phát. Thì em nói lên, ơ Tranh kìa. Thôi tặng cho A ra thôi. Sẽ chẳng bao giờ có lúc anh như dần em. Chung là cũng là một kỷ niệm về thóc thôi. Kiểu tình cảm em dành cho các bạn đấy là kiểu đồng cảm, sự đồng cảm ấy. Không phải là yêu đương nhanh nhất hay gì đâu. Mọi người đừng bảo là em khóc vì đấy em yêu người đó hay gì nhá. Sao kê lắm. Tức là còn khá khá người nữa. Nhưng là đó là những người nổi bật nhất. Thế à? Như dùng gì đâu. Tại vì cái cam này nó kiểu nó không cần đánh, không cần làm cái gì cả. Chỉ cần đánh son thôi nó cũng kiểu nhìn nó đẹp rồi. Sau tất cả nếu mà bây giờ nghỉ thóc thì em vẫn còn lại những người bạn với anh với chị, cho nên là em cảm ơn thóc rất là nhiều. Vì những người bạn đó đối với em ý, em không biết sau này như nào, nhưng mà hiện tại em cảm thấy rất là tốt có những người bạn đó. Mặt em nó là trắng hơn. Đợi chờ một câu tết nhắn là điều khó khăn. Một lần được em lo lắng sẽ chẳng bao giờ. Như là 10 đứa em. Tất nhiên rồi, tất nhiên những người bạn mà chơi ra ngoài này, chơi thân đến bây giờ ấy, sau này đến lúc mà chúng ta vẫn còn chơi với nhau mà chơi thân với nhau được ấy, chắc là đến lúc cưới em với nhau rồi.
Còn kiểu như là bạn bè bình thường thì có thể là bình thường thôi. Còn nếu mà có thể chơi thân với nhau được một thời gian thì chắc là vậy đấy. Đó là mình làm top nhưng mà mình không cống hiến rất nhiều top. Thì tự nhận xét bản thân thì em là một idol gọi là chưa đủ tốt. Bởi vì ví dụ nhá, nếu đúng tiêu chí ra thì người ta sẽ có năng khiếu, chứ ở người ta hát, người ta hát hoặc là người ta chơi nhạc cụ hay gì đó, người ta sâu rất là nghiêm túc hay là gì đó. Mình khác, mình hát không hay mình không biết hát, chứ mà mình chẳng biết làm gì cả, mình toàn lên bốc phét thôi. Chung ai hiểu tính của em thì biết là em rất thích bốc phét, kiểu không phải bốc phét, không phải nói điêu mà là kiểu chém gió vui vui ấy đấy, kiểu đó. Đâu em còn tương tác đâu đâu. Vì theo em nghĩ em không biết là có những người hiểu hay là có những người nghĩ em là con này nó chỉ suốt ngày tạo ke. Em nghĩ là lên đây là mọi người cũng giải trí thì mình không thể hát hay thì mình hãy nói chuyện để mọi người cảm thấy vui. Vì hàng ngày ta đi làm mệt mỏi hay gì đó, người ta lên đây người ta tìm kiếm niềm vui. Mình không làm được những cái khác thì mình hãy cố gắng có thể nói chuyện vui vẻ để người ta cảm thấy không bị gọi là stress hay là áp lực gì đó, là có thể thoải mái chém gió với mình để mình không có các tài năng kia đấy. Nhưng mà quan điểm của em là như thế, nhưng mà đấy mình vẫn là một cái chưa xứng đáng làm idol lắm. Mình gọi là hơi tệ một chút bởi vì chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Đấy là hôm, đây là show cuối cùng mà có thể nói ra tất cả những gì mà mình cảm thấy trong cái thời gian mình làm cái công việc này. Còn 6 phút nữa cơ. Rồi nói gì nhỉ? Nói về cái gì nữa? Vừa các bạn rồi, vừa về bản thân mình nói về cái gì nữa? Giờ phải đi khoe. Trước khi nghỉ talk thì em cũng may mắn được một lần được giải nhất. Được giải nhất. Được giải nhất được ba chỉ vàng. Trước khi nghỉ talk thì cũng có gọi là chiến công à. Chứ như kiểu giống như kiểu người ta bảo là thời sinh viên ý, trọn vẹn là khi được học bổng một lần, yêu một người, học lại một môn và cái gì nữa ý, em quên mất rồi, có 4 cái cơ. Thì đó là trọn vẹn của tuổi thanh xuân sinh viên. Ê, làm talk này mình quen được những người anh chị, những người bạn này. Xong rồi nó như là một công việc kiếm thêm thu nhập này. Rồi được một kỷ niệm và được một cánh giải này. Ba la. Nói chung là trong mình không phải là một idol đúng nghĩa, chưa làm tròn trách nhiệm, nhưng mà hiện tại thì quãng đường bây giờ mình cũng cảm thấy khá là hài lòng. Thế thôi là được rồi. Mình thì là một người không có men, vì em chỉ hay chém gió thôi, chứ em không kiểu không nịnh được người khác ấy, cũng không nói chuyện dễ nghe được, kiểu cứ thân thân một tí rồi em lại bựa bựa, lại kiểu nhây nhây. Thế là hay làm kiểu anh em vui vui thì được, kiểu nghiêm túc rồi mình không làm được ấy, mình bị sao ấy. Nếu
Thời đại học em yêu một người đấy. Yêu một người 4 năm cơ mà, từ năm lớp 12 cơ mà. Từ học kỳ 2 lớp 12 yêu một người 4 năm. Đấy là những cái kỷ niệm để nhắc lại thôi, có gì đâu. Chúng ta nhắc lại để chúng ta nhớ về thôi. Nếu mà có gì chưa tốt thì tương lai chúng ta sẽ sửa thôi, có sao đâu. Em thấy không có gì tệ cả. Milo nhá, không được bóc phốt Nhu bây giờ đây. Sao cuối cùng rồi đừng tệ bạc nữa. Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp. À quên, còn ai nhỉ? Còn anh Bẩu. Còn Bẩu Bẩu. Bẩu Bẩu là mem của chị Mèo. Em cảm thấy Bẩu rất xoái ca. Hai lần. Lần đầu tiên em không biết Bẩu ấy. Lần đầu tiên em nhớ đến cái tên Bẩu Bẩu Bảo Bảo ấy, em hay gọi là anh Dê ấy, là trong special của Mèo, anh Bẩu nói với Mèo là anh sẽ vì Mèo mà cân cả thế giới. Không, nói chung là người ta xem, nhưng mà người ta chỉ người xem thì người xem linh tinh thôi, nhưng mà người ta vẫn vì Mèo, hiểu không? Hiểu không? Tất nhiên là bây giờ thì cứ bây giờ mình không cấm được vì cũng chưa là gì cả hay gì đó, nhưng mà chung là em thấy cả là vẫn lo lắng là chị Mèo đau bụng hay gì đó, cũng nhắn cho em bảo là em xem chị em làm sao ấy. Chung là em thấy cảm giác là hai ông bái hâm hâm ấy. Kiểu cứ ngại ngại nói chuyện với nhau ấy, hâm hâm ấy. Chắc là còn nhiều người lắm, quý nhiều người lắm. Còn những người chung là chẳng nặng quá em bao giờ, nhưng hay kiểu vào nói chuyện trên gió em quý. Thế mà đúng cái cưới tốt quá, cưới là anh Dê thành anh Rể luôn, đỡ phải gọi là anh Dê nữa. Em Vơ thành em Vợ luôn, đỡ phải gọi là em Vơ. Mối tình 8.5 cái gì đấy ở ngoài. Ngoài thì chuyên vào chiêu Nhu 7 năm, quên Nhu 7 năm, quên Nhu 8 năm, cái gì mà hầm. Tình ai mệt nhoài, muộn phiền trôi qua. Giật mình nhìn lại, thấy em đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung, yêu thương một người. Rồi bóng muôn ngày như chưa về tuổi 20. Là khi vì Nhu bị cận chuyện xa làm á. Cặp đôi đánh liên quân á. Cặp đôi nào? Phu cô. Thôi hôm nay đang xấu lắm, không chụp đâu. Đang tọa tuệ rồi. Ngoài cái váy thì chẳng có gì đẹp cả. Tóc thì tọa tuệ rồi, cứ cặp tạm lên chứ. Mắt thì sưng sưng sưng. Tại vì hôm nay mệt quá, đêm qua ngủ được có 2 tiếng. Đi từ 6 giờ sáng trang trí hộ phòng cưới, xong rồi lại đi chụp ảnh cưới với anh chị. Chiều này, chiều mới ngủ thêm được có 2 tiếng. Xong dậy thấy sâu, ăn uống rồi lại sâu tiếp rồi đã được ngủ đâu. Không, Nhu hay bảo mọi người tệ bạc thôi, Nhu thì trêu vậy thôi. Nhưng mà Nhu thấy mọi người tốt với Nhu mà. Trêu nhau vậy thôi. Bây giờ mà mình tắt này đi là thôi kết thúc rồi. Trời ơi. Hết rồi. Khóc kể vì kỷ niệm xúc động thôi, chứ không phải khóc vì chia tay thóc, hiểu không? Thấy anh đã xa. Không. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung.
yêu thương một người, rồi mong một ngày trở về tuổi 20. Chúng là muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người đã đang và sẽ ủng hộ em sắp tới, đã đang ủng hộ em vừa qua và sẽ ủng hộ em sắp tới. Sắp tới thì em sẽ chuyển sang 360. Mong mọi người có thể ủng hộ sang trò chuyện chém gió với em. Đi vừa nói hoài xong rồi. Chắc là thứ ba sẽ bắt đầu sâu, bởi vì ngày mai là thứ hai là sinh nhật em gái em. Em không sâu. Chắc là sẽ sâu từ ngày mùng 2. Mọi người có thể lúc nào mẹ em sâu ấy thì sẽ không bảo lúc phúc ai vào chơi chơi nha. Không 360 điện thoại. Thôi em chẳng biết đâu. Em chỉ biết là sâu điện thoại thôi. Người nhá, ra chia tay nhau từ đây. Hẹn mọi người bên 360. Chào tạm biệt Thóc. Bye bye. Chúc mọi người nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã gắn bó với Thóc. Bye bye.